Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về cơn bão số 7. Dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì bão số 7 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc với tốc độ sẽ vào khoảng là 10 km/h. Đến 13 giờ chiều ngày 2 tháng 11 thì tâm bão sẽ vào khoảng là 20,9 độ Vĩ Bắc đến 113,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc sẽ vào khoảng 390 km về phía Đông. Cường độ của bão giảm xuống còn ở mức là cấp 9, giật cấp 11. Và trong vòng 24 tới 48 giờ tiếp theo thì bão số 7 sẽ đổi hướng và di chuyển theo hướng Tây với tốc độ vẫn vào khoảng là 10 km/h. Thế nhưng mà cường độ sẽ tiếp tục suy yếu thêm xuống còn ở mức cấp 6, cấp 7, tức là xuống còn mức áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 nên quần đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió mạnh ở cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Riêng vùng biển phía bắc của Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh ở cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 tới 8 mét, vùng gần tâm bão từ 9 tới 11 mét. Bão số 7 hầu như không tác động đến thời tiết đất liền của nước ta, thậm chí nó còn tạo ra trường gió Tây Bắc phân kỳ ở khu vực Bắc Bộ. Và dưới tác động của trường gió phân kỳ này thì trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh thành khu vực miền Bắc sẽ vẫn duy trì trạng thái là ít nắng đến quang mây, nền nhiệt ngày mai toàn miền sẽ phổ biến quanh khoảng là từ 18 cho tới 30 độ, trời chuyển rét nhẹ về đêm và sáng, sang tới ngày mai thì trời sẽ có nắng sớm. Với các tỉnh thành khu vực miền Trung trong đêm nay và ngày mai cơ bản sẽ ít mưa. Đêm nay thì các tỉnh như là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng hay là Quảng Nam sẽ có mưa ở vài nơi. Ngày mai thì cả miền Trung sẽ không mưa, trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở toàn miền duy trì quanh khoảng là từ 30 cho tới 33 độ. Ở các tỉnh thành khu vực phía Nam cũng đang trong những ngày ít mưa, ngày mai trời sẽ nắng sớm, thời gian nắng kéo dài nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ duy trì ở mức cao từ 29 cho tới 31 độ, còn với khu vực Nam Bộ nhiệt độ sẽ từ 32 cho tới 34 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý và cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.